Con bà con, bà con ơi, cái mãn cầu tây nhưng mà con biết hết rồi phải không? Nhưng mà mãn cầu tây á là nó rất tốt, nhưng mà có một số người không được ăn được mãn cầu tây. Không ăn được mãn cầu tây đó là người có số người có bệnh gan, bệnh tiểu đường. Đó, rồi bệnh thận. Đó, bà con thấy không? Bệnh thận. À, ngứa ngáy trong người là ngứa ngáy toàn thân. Nóng trong người, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, không ăn vào buổi tối, không ăn lúc đói bụng, không ăn hạt. Đó là mãn cầu tây. Mãn cầu tây nha bà con, là những người không ăn được và bệnh này không dùng được. Đó là bệnh gan, tiểu đường, thận, ngứa ngáy toàn thân, nóng trong người, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, không ăn vào buổi tối, không ăn lúc đói bụng, không ăn hạt. Không ăn giỏ nha bà con ơi. Mà nên ăn mãn cầu tây nó tốt là ăn một ngày không quá 50 gram, ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày. Đó, những người không ăn thì còn lại là ăn được tốt hết. À, mời ta tiếp tục lại ăn như tốt là hệ tiêu hóa nè, hệ miễn dịch nè, chắc răng khỏe xương nè, chống oxy hóa nè, đẹp da, bồi bổ cơ thể, bồi bổ cơ bắp, giảm cân, thiếu máu, huyết áp, béo phì là tốt, nhưng mà ăn không quá 50 gram, ăn 6 ngày ta nghỉ một ngày, không ăn hạt nha bà con. À, không ăn hạt, không ăn giỏ. Chúc bà con ta ăn mận ngầu tây vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào, nào xin chào.